Charles Lindbergh, người đầu tiên bay qua Đại Tây Dương. Charles Lindbergh đã trở thành biểu tượng hàng không sau khi một mình bay qua Đại Tây Dương ở tuổi 25. Ông bay thẳng từ New York đến Paris, vượt hành trình 5.800 km trong 33,5 giờ với chiếc máy bay một động cơ Spirit of St. Louis. Với người Mỹ thì Charles Lindbergh đúng là siêu nhân đời thực. Tuy nhiên, nhiều năm sau khi mất, cuộc sống bí mật của ông ở Đức bỗng được tiết lộ, khiến nhiều người dường như vỡ mộng. Chấp nhận thử thách. Charles Augustus Lindbergh sinh ngày 4 tháng 2 năm 1902 tại Detroit, Michigan, Hoa Kỳ. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã ước mơ có thể chinh phục bầu trời. Năm 1924, Charles Lindbergh theo học tại trường dạy bay thuộc bộ phận không lực lục quân Hoa Kỳ. Charles Lindbergh tốt nghiệp với thành tích đứng đầu lớp và được mang quân hàm thiếu úy. Ông trở thành phi công đưa thư vào năm 1926. Trong số các phi công Hoa Kỳ thời đó, Charles Lindbergh là một trong số những người được đánh giá rất cao. Từ tháng 5 năm 1919, một chiếc thủy phi cơ của Hoa Kỳ đã thực hiện chuyến bay xuyên Đại Tây Dương đầu tiên từ New York tới Plymouth của nước Anh. Cùng thời gian này, một công dân Pháp giàu có tên là Raymond Ortega đã treo phần thưởng lên tới 25.000 đô dành cho phi công nào có thể bay thẳng từ Paris tới New York hoặc từ New York tới Paris, điều mà trước đó chưa ai có thể làm được. Raymond Ortega cho biết thử thách của ông có giá trị trong vòng 5 năm, nhưng mãi đến năm 1926 vẫn không ai chinh phục được thử thách này. Thế là Ortega vẫn phải tiếp tục đưa ra đề nghị một lần nữa. Sau này công nghệ máy bay đã tiến bộ hơn, một số phi công hàng đầu thế giới đã quyết định chấp nhận thử thách, trong đó có cả Charles Lindbergh. Charles Lindbergh đã thuyết phục phòng thương mại St. Louis tài trợ cho chuyến bay mang tính lịch sử, và ông đã ngay lập tức nhận được 15.000 đô la sau đó. Ngoài ra, tập đoàn hàng không Ryan của San Diego cũng tình nguyện thiết kế chiếc máy bay một động cơ dành riêng cho chuyến bay đặc biệt này. Chiếc máy bay ấy được Charles Lindbergh đặt tên thánh là The Spirit of St. Louis. Cấu tạo của nó rất đặc biệt, có bình nhiên liệu chứa được nhiều xăng hơn và sải cánh được mở rộng tới 14 mét. Tuy nhiên, vì bình nhiên liệu chính được đặt ở phía trước buồng lái, nên Charles Lindbergh sẽ không có đủ tầm nhìn phía trước. Đó là một hạn chế rất đáng quan ngại. Thêm nữa, để giảm trọng lượng của máy bay, mọi thứ không thực sự cần thiết đều bị nhà sản xuất bỏ đi. Thậm chí trên máy bay còn không có cả radio, máy đo khí ga, đèn bay đêm, thiết bị điều hướng hoặc là dù. Đặc biệt, Charles Lindbergh sẽ phải thực hiện chuyến bay một mình, không có người chỉ đường hoặc phi công phụ lái. Người đầu tiên bay qua Đại Tây Dương. Trước chuyến bay của Charles Lindbergh, đã có 6 phi công giỏi thiệt mạng vì thực hiện thử thách này. Điều này cho thấy chuyến đi của ông là lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, Charles Lindbergh có vẻ không hề nao núng, ông vẫn quyết tâm chinh phục thử thách. Sau chuỗi ngày dài chuẩn bị, vào ngày 12 tháng 5 năm 1927, Charles Lindbergh dự định cất cánh. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã khiến nỗ lực vượt Đại Tây Dương của ông bị hoãn thêm một tuần. Đến đêm ngày 19 tháng 5, ông tới sân bay Roosevelt tại Long Island để thực hiện thử thách. Và vào lúc 7 giờ 52 sáng ngày 20 tháng 5 năm 1927, chiếc máy bay The Spirit of St. Louis đã cất cánh rời khỏi sân bay Roosevelt. Ban đầu, Charles Lindbergh di chuyển về phía đông bắc tới bờ biển, nhưng chỉ sau 4 tiếng bay, vì cảm thấy mệt nên ông đã thực hành bay thấp và chậm để giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Khi màn đêm buông xuống, Charles Lindbergh đã lái chiếc phi cơ rời bờ biển Newfoundland và chuẩn bị hành trình khó nhằn nhất, đó là vượt Đại Tây Dương. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 5, Charles Lindbergh đã xuất sắc bay được một nửa cuộc hành trình. Tuy nhiên, chỉ một tiếng sau đó, chiếc The Spirit of St. Louis của ông đã vào vùng có sương mù dày đặc. Charles Lindbergh đã phải vật lộn để có thể chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt. Có những giây phút, ông phải dùng tay banh hai mắt ra để có thể nhìn rõ hơn. Cuối cùng, Charles Lindbergh đã vượt qua sóng gió và cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Ông đã nhìn thấy bờ biển của nước Anh. Lúc này, Lindbergh dồn hết sức lực còn lại để tiếp tục bay qua Pháp.
Sau những nỗ lực phi thường, ông đã có thể an toàn bay đến Pháp vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 5 năm 1927, hoàn thành thử thách nhanh hơn 2 tiếng đồng hồ so với dự kiến ban đầu. Vậy là Jacques Lindbergh đã vượt hơn 5.800 km trong hơn 30 giờ liên tục không ngơi nghỉ, điều mà chưa một ai có thể làm được thời kỳ đó. Chính vì vậy, sau khi hạ cánh tại sân bay Le Bourget ở Pháp, hàng chục ngàn người đã tập trung để chào đón và hô vang tên ông như một người hùng thực sự. Tổng thống Mỹ khi đó là Calvin Coolidge đã điều hẳn một tàu chiến tới rước người anh hùng trở về nước. Không những thế, Jacques Lindbergh còn được quê mẹ chào đón bằng một lễ diễu hành hoành tráng và được tặng huân chương danh dự cao quý. Sau chuyến bay lịch sử ấy, rất nhiều tờ báo đã đến xin phỏng vấn Jacques Lindbergh. Các hãng hàng không và các trường đại học cũng đến mời ông về làm việc. Jacques Lindbergh cũng trở thành người có sức ảnh hưởng lớn đối với ngành công nghiệp hàng không tại Mỹ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Nạn nhân của kỳ án gây xôn xao nước Mỹ. Cuộc đời của Jacques Lindbergh có một vết thương không bao giờ lành, đó là sự việc con trai ông bị bắt cóc và sát hại vào năm 1932. Vụ việc này đã trở thành kỳ án của Hoa Kỳ trong suốt nhiều năm. Thậm chí đích thân Tổng thống Herbert Hoover cũng từng lưu tâm đến vụ bắt cóc, ra lệnh cho cơ quan điều tra liên bang, lực lượng bảo vệ bờ biển, hải quan và sở di trú liên bang hỗ trợ điều tra. Chính quyền và gia đình từng treo khoản tiền thưởng 75.000 đô cho ai tìm được bé Jacques. Sau nhiều tháng điều tra, Bruno Richard Hauptmann, một thợ mộc gốc Đức, đã nhận tội trong một phiên tòa gây tranh cãi và nhận án tử hình. Mặc dù Hauptmann được chứng minh là kẻ bắt cóc cậu bé nhà Lindbergh, nhưng điều đó không ngăn cản được các nhà lý luận đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về những gì thực sự xảy ra trong vụ bắt cóc gây chấn động năm ấy. Những người đứng về phía Hauptmann rất nhanh chóng chỉ ra rằng dấu vân tay của hắn không bao giờ được tìm thấy trên bậc thang hoặc bất kỳ tờ tiền chuột nào. Họ cũng chứng thực rằng hiện trường vụ án là một mớ hỗn độn ngay từ đầu và nhiều bằng chứng đã bị đám đông phóng viên của giới truyền thông đến phá hỏng. Một số chuyên gia đã đưa ra giả thuyết rằng Hauptmann chỉ là một vật thế thân và sự thật là Jacques Lindbergh đã biết chính xác ai mới là kẻ bắt cóc con mình. Tuy nhiên, vì ông ấy quá sợ hãi nên không thể nói bất cứ điều gì. Một số người lại nói rằng Jacques Lindbergh đã vô tình giết chết con trai mình trong một lần tức giận và phải dàn dựng vụ bắt cóc để che đậy tội ác của mình. Cuộc đời nhiều tranh cãi. Trải qua nỗi đau mất con, đến cuối những năm 1930, đầu những năm 1940, Jacques Lindbergh đã trở thành phát ngôn viên cho phong trào vận động chủ nghĩa biệt lập của Mỹ. Ông bị chỉ trích là có quan điểm bênh vực Đức Quốc xã, bài trừ Do Thái. Sau khi Thế chiến thứ hai nổ ra, Jacques Lindbergh tới Thái Bình Dương làm một nhà quan sát quân sự và thực hiện hàng chục nhiệm vụ bay chiến đấu. Chính những cống hiến trong chiến tranh của Lindbergh đã giúp ông dần giành lại được niềm tin của công chúng. Trong nhiều năm sau đó, Jacques Lindbergh tiếp tục làm việc về các vấn đề hàng không trong chính phủ Mỹ. Năm 1954, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã bổ nhiệm ông làm thiếu tướng không quân. Jacques Lindbergh qua đời tại Hawaii trong yên bình vào năm 1974. Cứ ngỡ rằng cuộc đời của Jacques Lindbergh như thế là chấm dứt, nhưng cái tên của ông một lần nữa đã được người đời nhắc đến khi vào năm 2003, việc ngoại tình của ông đã bị tiết lộ. Theo đó, trong hai thập kỷ cuối đời, Lindbergh thường sống xa vợ con. Trong một chuyến đi tới Đức, Lindbergh đã gặp Bridget Herzamer, một thợ làm mũ 31 tuổi ở Munich. Họ bắt đầu một cuộc tình bí mật và có với nhau 3 người con. Ngoài ra, Lindbergh còn ngoại tình với Marietta, chị gái của Bridget, và có thêm 2 người con trai. Kế đến, Lindbergh tiếp tục có mối tình ngoài luồng với thư ký Valeska và có 2 đứa con khác. Trong một thập kỷ rưỡi, Lindbergh mỗi năm đều đến miền Nam nước Đức vài lần để thăm 3 người tình và 7 đứa con. Những đứa trẻ được dạy rằng
cha chúng là một nhà văn nổi tiếng người Mỹ, đang làm nhiệm vụ bí mật. Vì vậy, chúng không được tiết lộ cho ai biết sự thật. Những người con ở Đức của Lindbergh nói rằng ông đối xử rất tốt với họ. Một người lên tiếng sau khi tiết lộ mọi chuyện: "Tôi biết rằng hành động của chúng tôi đã làm xấu đi hình ảnh của người từng được coi là anh hùng Mỹ hoàn hảo. Nhưng câu chuyện này cũng cho thấy người đàn ông từng được cho là vô cảm và khó gần, thực tế là một người cha quan tâm và chu đáo." Sự thật này ngay lập tức đã gây sốc cho nhiều người. Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill từng ca ngợi George Lindbergh là người đàn ông mẫu mực. Truyền thông Mỹ thời đó còn ca ngợi Lindbergh và người vợ Anne là một cặp hoàn hảo. Tuy nhiên, đối với nhiều người, ông vẫn mãi là người hùng trong lòng họ, dù cuộc sống riêng tư có ra sao đi chăng nữa. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!